khởi tố tài xế gây tai nạn khiến 5 người thương vong. Với hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, đối tượng Quang đã bị Công an tỉnh Thừa Thiên Huế bắt tạm giam để phục vụ cho công tác điều tra. Ngày 28 tháng 7, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết đơn vị này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam một đối tượng để điều tra, làm rõ về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, quy định tại điểm A, B, khoản 2, điều 260 Bộ Luật Hình Sự. Danh tính đối tượng được xác định là Phạm Văn Quang, sinh năm 1995, trú tại phường Thuận An, thành phố Huế. Theo cơ quan công an, trước đó, ngay sau khi nhận thông tin về vụ tai nạn giao thông xảy ra tại km 7+600, quốc lộ 49, A đoạn đi qua xã Phú Dương, thành phố Huế khiến cháu Phan Nguyễn Tường V, sinh năm 2016 chết tại hiện trường và 4 người khác bị thương đưa vào viện cấp cứu. Dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, các phòng nghiệp vụ, công an các đơn vị liên quan đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường phối hợp cấp cứu người bị nạn, điều phối giao thông và làm rõ nguyên nhân cũng như đối tượng gây ra vụ tai nạn. Theo đó, vào khoảng 22 giờ 50 phút tối 24 tháng 7, đối tượng Quang điều khiển xe ô tô mang biển số đăng ký tại Lào 2462, đi trên quốc lộ 49A hướng Thuận An lên Phú Thượng. Khi đến vị trí trên, ô tô này chạy với tốc độ lớn đi sang phần đường bên trái rồi va chạm với anh Đoàn Công Phi Long, sinh năm 1997, đang đi bộ. Sau đó, Quang điều khiển xe ô tô tiếp tục chuyển hướng trách qua phần đường bên phải và va chạm vào xe mô tô mang biển kiểm soát 75H1-70022 do anh Phan Văn Xuân, sinh năm 1988, chở vợ và hai cháu Phan Văn Phúc T, sinh năm 2020 và cháu Phan Nguyễn Tường V, sinh năm 2016. Bước đầu, qua quá trình điều tra, cơ quan công an định xe ô tô Hyundai Elantra mang biển số Lào 2462 là của Ngô Đức Thường, sinh năm 1987, trú tại xã Lộc Bồn, huyện Phú Lộc. Vào tối 24 tháng 7, đối tượng Quang đến nhà nghỉ Panorama Hotel tại phường Thủy Xuân, thành phố Huế gặp Thường, sau đó Quang lấy xe trên đi về Thuận An và gây tai nạn. Một nguồn tin của phóng viên cho biết, Phạm Văn Quang vừa ra tù vào tháng 1 năm 2023 sau khi chấp hành bản án 17 năm tù về tội giết người. Quang chấp hành hình phạt và được tha tù trước hạn 6 năm. Công an tỉnh Thừa Thiên Huế thông tin thêm, vụ việc là lời cảnh tỉnh cho những đối tượng có hành vi coi thường pháp luật. Hiện, cơ quan điều tra đang đấu tranh, làm rõ hành vi giao phương tiện cho người không đủ điều kiện lái xe để xử lý theo quy định pháp luật.